Chào mừng bạn đến với Phố Công Nghệ. Hãy theo dõi kênh và truy cập website để biết thêm chi tiết. Chào các bạn. Hôm nay, công ty Phố Công Nghệ xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm khóa cửa điện tử thương hiệu Kassler, model KL669 Plus. Khóa được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia, được công ty chúng tôi phân phối chính hãng, bảo hành 3 năm tại nhà. Khóa có thiết kế màu đen xám chắc khỏe, hiện đại. Chất liệu khóa bằng hợp kim, kính cường lực và nhựa cao cấp, thân khóa bằng thép không dỉ bảo mật cao. Khóa sử dụng 8 pin 2A Klein để hoạt động, dùng khoảng 5.000 lần đóng mở cửa. Sản phẩm có các tính năng mở cửa bằng vân tay, mã số, thẻ từ, chìa cơ và app Wi-Fi. Ngoài ra, khóa còn có các tính năng thông minh như cảnh báo bình yếu, mã số ảo, chống sốc điện và khóa riêng tư. Khóa dùng cho các loại cửa gỗ, cửa thép, an toàn, tiện lợi vượt trội so với khóa cơ truyền thống. Phù hợp cho nhà riêng, căn hộ chung cư, văn phòng, cơ quan. Bộ sản phẩm đầy đủ bao gồm mặt trước khóa, mặt sau khóa, thân khóa, hai thẻ từ, hai chìa cơ, phụ kiện lắp đặt và tài liệu hướng dẫn sử dụng. Để được tư vấn và mua sản phẩm với giá tốt nhất, mời các bạn truy cập website phocongnghe.com.vn hoặc hotline 0988 803 283. Xin trân trọng cảm ơn.